Vâng, sau đây em sẽ test cho các bác nghe chất âm của một con âm ly rất là xứng đáng trong cái phân khúc giá để anh em đánh lô RB, đó là con Marantz 1150. Em đánh RB những dòng bát 30 rất là hay, hoặc là những dòng lô Mỹ nha các bác. Đánh lô hoặc là 180A, 180 dòng 180 của Billner hay khác với 100. Dưới 20 triệu là 1150 là một ứng cử rất là sáng giá để anh em chơi. Giá nó là 16 triệu 500 ngàn, hàng đẹp xuất sắc nha. Tiếng nó rất là sáng, nó ngang giá với con Lukman 309 nhưng mà nó tiếng sáng hơn 309 nha. Bass trung chép các bác có thể cân đối vào chỉnh dòng ca sĩ vân vân. Sau đây mời các bác nghe chất âm của nó nha. Nó giá 16 triệu 500 ngàn, rất đáng để anh em chơi. Bây giờ em sẽ test với con cặp loa 4312 để các bác có thể nghe được chất âm của L100 Guitry và 412 nha.